Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin ASEAN và sự lựa chọn thế kỷ. Trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc qua cuộc chiến tranh thương mại, xung đột lợi ích trên Biển Đông và cả cuộc khẩu chiến về nguồn gốc, cách xử lý đại dịch, viêm phổi Vũ Hán, chính sách cân bằng trong mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc của ASEAN dường như đã trở nên lỗi thời. ASEAN đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn nhất mà tổ chức này luôn phải tránh đối mặt trong nhiều năm qua, đó là chọn một trong hai hoặc Mỹ hoặc Trung Quốc. Tờ báo mạng The Times nêu nhận định của giáo sư Khuông Yên Khung, trường chính sách công Lý Quang Diệu. Trong một cuộc hội thảo bàn tròn trực tuyến vào ngày 28 tháng 4 năm 2020 rằng dịch viêm phổi Vũ Hán đã làm gia tăng căng thẳng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn đã xấu đi do cuộc chiến thương mại và cạnh tranh chiến lược. Có thể hai bên sẽ gây sức ép buộc ASEAN phải chọn một phe nào đó. Đây là hình ảnh quang cảnh một phiên họp trực tuyến của ASEAN về dịch viêm phổi Vũ Hán do Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, nước chủ nhà luân phiên chủ trì vào ngày 14 tháng 4 năm 2020. Cuộc khảo sát với các chuyên gia, học giả trong khu vực do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore thực hiện cho thấy quan điểm về mức độ ảnh hưởng của hai cường quốc thế giới là Mỹ và Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á. Trước hết về Trung Quốc, kết quả một cuộc khảo sát công bố vào tháng 1 năm 2020 cho thấy đông đảo giới tinh hoa Đông Nam Á đều nhìn nhận Trung Quốc là một nước có ảnh hưởng lớn nhất về kinh tế trong khu vực, lớn hơn nhiều so với kết quả thăm dò dư luận vào năm 2019. Trung Quốc nhận được số phiếu bầu chọn lớn hơn gấp 10 lần so với bất kỳ nước nào khác. Một số nhà kinh tế sẽ cảm thấy bối rối về điều này vì nó không tương thích với dữ liệu kinh tế khách quan. Chẳng hạn, số liệu thống kê chính thức của ASEAN vào năm 2018 cho thấy Trung Quốc còn đứng sau châu Âu và Nhật Bản về dòng vốn đầu tư từ bên ngoài chảy vào khu vực Đông Nam Á. Tương tự với sự hiện diện trong khu vực, các công ty Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ so với công ty từ Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Ngay cả về thương mại, mặc dù Trung Quốc là đối tượng thương mại hàng đầu của nhiều nước ở ASEAN, nhưng nước này chỉ chiếm 18% tổng kim ngạch thương mại của khu vực. Vậy tại sao cảm nhận mạnh mẽ về sự hiện diện của Trung Quốc có phần khuếch đại so với những số liệu thực tế khá khiêm tốn về sự đầu tư của Trung Quốc tại Đông Nam Á? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh thôn tháp Rap Thai, một nhà hàng nổi tiếng đón du khách Trung Quốc tại Bangkok, đã phải đóng cửa do thiếu vắng khách vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Hình ảnh ghi nhận được vào ngày 6 tháng 3 năm 2020. Choi Shin-wook là giám đốc Viện Nghiên cứu Iraq đã giải thích như sau. Một lý do dẫn đến nhận thức thái quá như vậy về Trung Quốc có thể là do vì Trung Quốc chi phối các lĩnh vực dễ xuất hiện trên mặt báo và dễ gây chú ý như các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn và du lịch. Các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tác động đến nơi ở của người dân địa phương, ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực đến các doanh nghiệp và đòi lượng lớn người lao động Trung Quốc trong thời gian thực hiện đã khiến người dân địa phương khó có thể phớt lờ. Dòng du khách Trung Quốc đổ về cũng gây chú ý đáng kể ở địa phương và các tác động nhanh chóng theo một cách nào đó đến các nước Đông Nam Á, thể hiện một cách đầy đủ qua việc số lượng du khách Trung Quốc sụt giảm do dịch viêm phổi Vũ Hán đã gây thiệt hại cho các khu vực này. Một lý do khác có thể giải thích tại sao ảnh hưởng của Trung Quốc lại được cảm nhận rõ ràng hơn là chính phủ Trung Quốc can dự nhiều vào các dự án và các công ty Trung Quốc. Các doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chính trong hoạt động đầu tư ra bên ngoài của Trung Quốc và được truyền thông Trung Quốc quảng cáo rầm rộ nhằm gây dựng hình ảnh thật tốt cho phía Trung Quốc. Tuy nhiên, phần lớn những người tham gia khảo sát công nhận tầm quan trọng về kinh tế của Trung Quốc và cảm thấy lo lắng về điều đó. Đây là hình ảnh Hội nghị Thượng đỉnh Sáng kiến và Vành đai và Con đường BRI lần thứ 2 tại Bắc Kinh được tổ chức vào tháng 4 năm 2019 với sự tham gia của gần 40 nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có nhiều nhà lãnh đạo tại ASEAN. Nhiều nước đã tiếp nhận viện trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường BRI, đặc trưng của Trung Quốc trong khu vực, nhưng cũng không nhắc liệu đây có phải là một thỏa thuận công bằng với họ hay không. Học giả Choi Shin-wook lý giải tiếp như sau. Có lẽ điều này liên quan đến nhận thức về thái độ của Trung Quốc đối với các vấn đề về lợi ích chung như hòa bình, sự thịnh vượng và quản trị toàn cầu. Khi trả lời câu hỏi này, chỉ có 16% số người tham gia khảo sát tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ hành động vì lợi ích chung, trong khi đó có hơn 60% hầu như không tin tưởng. Số người không tin tưởng đã tăng lên trong những năm qua. Trong cuộc khảo sát vào năm 2019, tỷ lệ này chỉ là 50%, hơn một nửa số người nghi ngờ Trung Quốc cho rằng nước này có thể lợi dụng sức mạnh kinh tế và quân sự của mình để chống lại chủ quyền và lợi ích của đất nước họ. 19% đơn giản cho rằng
Trung Quốc không phải là một cường quốc đáng tin cậy. Nghiên cứu kỹ lưỡng hơn những câu trả lời ở cấp độ quốc gia cho thấy số người có thái độ bi quan chiếm đa số ở tất cả các nước ngoại trừ Brunei và Lào. Không bất ngờ khi số lượng người có thái độ bi quan nhiều nhất ở các nước có một số sự cố căng thẳng trên biển với Trung Quốc trong những năm gần đây, cụ thể đó là Philippines, Việt Nam và Indonesia. Và Biển Đông cũng chính là vấn đề bất đồng lớn nhất giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Đây là hình ảnh một tàu hải cảnh của Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu tuần tra của Việt Nam ở Biển Đông, được ghi nhận vào ngày 2 tháng 5 năm 2019. Charles Duce, cộng tác viên của Les Indes, nhà tư tưởng chính sách đối ngoại của Trường Kinh tế London và Hunter Marston, nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc nhận định như sau. Không có vấn đề nào phủ bóng lên mối quan hệ Trung Quốc-ASEAN hơn việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hơn 80% Biển Đông. Hai nhà nghiên cứu đã điểm lại một số sự kiện thể hiện sự bất đồng giữa Trung Quốc và ASEAN trong vấn đề chủ quyền Biển Đông. Trong một cuộc họp vào năm 2016, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã trao cho các nhà ngoại giao ASEAN một bản văn bản bày tỏ sự đồng thuận, đề cập tới các vấn đề gây bất đồng như tranh chấp lãnh thổ trên biển và yêu cầu họ ký tên mà không tham vấn trước. Động thái này rõ ràng đã khiến một số nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, trong đó có Philippines, Việt Nam và Malaysia tức giận. Một trong những nhà ngoại giao tham dự cuộc họp đã nói, Trung Quốc đã đi quá xa và gây phản tác dụng. Có một cách hay hơn để diễn đạt những điều này, thay vì đưa vào thông điệp, chúng tôi đúng và bạn luôn sai. Thái độ hung hăng của Trung Quốc trong lĩnh vực này tiếp tục gây ra phản ứng dữ dội. Vào năm 2019, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cáo buộc Trung Quốc có hành động đe dọa và ép buộc. Thậm chí còn đặt câu hỏi liệu Hà Nội và Bắc Kinh có thể đàm phán về những tuyên bố trong lĩnh vực này một cách có thiện chí hay không. Học giả James Dorsey thì cho rằng, điều gây lo ngại không phải là tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, mà chính là khả năng đánh giá chiến lược của Bắc Kinh và cách hành xử của Trung Quốc khi họ trở nên mạnh hơn về quân sự và kinh tế. Về phía Mỹ, tư tưởng thân Mỹ và thiện cảm đối với Mỹ vẫn tồn tại ở khu vực Đông Nam Á, trong khi đó sự hoài nghi của khu vực này đối với Trung Quốc ngày càng lớn, nên Mỹ rõ ràng vẫn giữ được lợi thế trong cuộc đua lôi kéo Đông Nam Á. Đây là hình ảnh thượng đỉnh Mỹ và ASEAN lần thứ 7, ngày 4 tháng 11 năm 2019 tại Bangkok, Thái Lan, Mỹ chỉ cử cố vấn an ninh Robert O'Brien tham dự. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, sự hiện diện của Mỹ tại khu vực trở nên mờ nhạt. Tổng thống Donald Trump vắng mặt tại cả hai hội nghị thượng đỉnh của ASEAN vào năm 2018 và năm 2019, đồng thời đã cử đại diện cấp thấp nhất của nước này tính từ năm 2011 tới dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào năm 2019, đã làm dấy lên mối hoài nghi trong ASEAN rằng khu vực này đã không còn được Mỹ quan tâm. Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Mỹ với tất cả 10 nước thành viên ASEAN dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 3 năm 2020 ở Los Angeles, Nevada, Mỹ, được coi là sự an ủi bù đắp cho sự lơ là của Tổng thống Mỹ Donald Trump với ASEAN mới đây đã buộc phải hoãn lại vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Mỹ sẽ có ý nghĩa quan trọng với ASEAN trong việc tìm thấy cân bằng với Trung Quốc đã bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Việc vì sao hội nghị này bị trì hoãn vẫn là một câu hỏi, nhưng lý do lo ngại về dịch được nêu ra là một lời giải thích hợp lý nhưng không thuyết phục. Giáo sư Cathay tại Học viện Quốc phòng Úc cho biết thêm như sau. Chưa rõ liệu việc Hoa Kỳ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh theo quyết định riêng của họ hay để đáp ứng lại yêu cầu từ một hoặc nhiều thành viên ASEAN. Giáo sư Cathay cũng lưu ý đến một diễn tiến khác. Trước khi Hoa Kỳ thông báo hoãn hội nghị, Tổng thống Philippines Duterte đã tuyên bố không tham dự. Kim Phe, giám đốc Viện quan hệ quốc tế thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia, được tờ Phnom Penh Post trích dẫn lưu ý rằng một số nhà lãnh đạo của ASEAN có thể cũng sẽ không tham dự, gồm Philippines, Myanmar và Malaysia. Cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở Malaysia chắc chắn đã khiến Thủ tướng Mathia không thể tới Las Vegas. Giáo sư Cathay đã nhận định điều này dẫn đến kết luận rằng hội nghị đặc biệt này đã bị Hoa Kỳ hoãn vì một số quốc gia ASEAN không hào hứng tham gia và chưa đồng thuận về một chương trình nghị sự cụ thể nào. Mặt tích cực lớn nhất trong mối quan hệ giữa Mỹ và ASEAN thời điểm này có lẽ là việc Mỹ vẫn quan tâm đến việc đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Biển Đông trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tiếp tục ủng hộ các đối tác của mình theo đuổi một cộng đồng hàng hải ổn định, thể hiện rõ nhất là sự hiện diện liên tục của quân đội Hoa Kỳ trên Biển Đông trong thời gian gần đây. Đây là hình ảnh tàu tấn công đổ bộ USS American đã được điều tới Biển Đông vào tháng 4 năm 2020 vừa qua.
Tuy nhiên, để lấy lại được hình ảnh của mình tại Đông Nam Á trong bối cảnh Trung Quốc đã triệt để lợi dụng khoảng trống quyền lực để gia tăng ảnh hưởng chính trị và kinh tế tại đây với sáng kiến Vành đai và Con đường, thu hút tất cả 10 nước thành viên ASEAN đã ký kết tham gia, thì Mỹ cần đẩy mạnh, cải tạo và xác định lại chiến lược của mình. Charles Duns và Hunter Marston cho rằng điều khôn ngoan mà chính quyền Trump cần làm là thi hành một chiến lược thu hút các đối tác Đông Nam Á theo các điều kiện riêng của từng nước. Trong khi Mỹ chưa thể vạch ra được một kế hoạch hấp dẫn hơn sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc đối với các nhà lãnh đạo khu vực, thì Washington cần đưa ra một tầm nhìn kinh tế đa phương và khả thi cho khu vực này, chẳng hạn như phối hợp cùng các đồng minh như Nhật Bản và Úc đầu tư vào cơ sở hạ tầng khu vực, hoặc viện trợ kinh tế cho các nước đang phát triển như Campuchia và Myanmar theo những cách giúp tăng cường các lợi ích của Mỹ mà không làm gia tăng chủ nghĩa độc đoán, tức là mối lo ngại của hầu hết các nước Đông Nam Á. Tiếp tục viện trợ cho các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế và giáo dục, vốn không bị những kẻ chuyên quyền kiểm soát trực tiếp và sẽ tác động tích cực nhất đến người dân, đồng thời phối hợp với các đối tác trong khu vực phát triển cơ sở hạ tầng dựa trên các tiêu chuẩn về sự minh bạch với môi trường, điều mà sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc không thể làm được. Đặc biệt, Washington cần phải đầu tư nhiều công sức hơn vào hoạt động ngoại giao, và trong các cuộc tiếp xúc với các nước đối tác trong khu vực thì càng cần phải tiến sát hơn nữa những yêu cầu và nguyện vọng của mỗi bên. Đúng như giáo sư Kong nhận định, trong bối cảnh hiện nay, các nước ASEAN khó giữ được vị trí trung dung giữa hai đại cường. ASEAN có thể buộc phải đi đến một lựa chọn. Một bên là đối tác thương mại hàng đầu, trong đó có các dự án cơ sở hạ tầng, Vành đai và Con đường, mà như cuối năm 2019, Thủ tướng Malaysia khi đó là Mahathir đã thú nhận như sau: "Chúng tôi không đủ khả năng xây những tuyến đường sắt tốn kém này. Dù có thích hay không thì chúng tôi vẫn phải tìm đến Trung Quốc." Còn phía bên kia là đối tác chiến lược giúp kìm hãm tham vọng bành trướng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc, đó là Mỹ. Và Việt Nam với hơn 1.000 km đường biên giới chung với Trung Quốc cũng là nước bị nhà cầm quyền Bắc Kinh thôn tính lãnh thổ, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đã đến lúc nhà cầm quyền tại Hà Nội cần chấm dứt chính sách đu dây để có một quyết định dứt khoát và đúng đắn, dựa theo nguyện vọng của người dân cả nước, đó là dân chủ, tự do và một thể chế chính trị đa đảng, một nhà nước pháp quyền đem lại công bằng cho mọi người dân Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2020 với bản tin ASEAN và sự lựa chọn thế kỷ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.